thương anh vừa tâm anh vẫn bao nhiêu cồn cào anh không thể chờ mãi. Chắc chắn anh sẽ buồn đời này nếu cứ như vậy, anh sẽ đi một hành khúc mới nếu cứ như vậy, có lẽ anh sẽ mau quên đi thời gian mà ta bên nhau nếu cứ như vậy. Như vậy tại sao mình lại như vậy? Anh hát sao anh Huy? Lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng như đó. Lời chào như vậy, lời chào như vậy nha. Chẳng bao giờ em yêu được, tình anh lo lắng cho em, lo cho cuộc sống hai ta không ngờ kia, mày đâu mày. Em cũng chẳng quan tâm bên anh đâu. Anh đang chọc anh Huy, anh Huy cười. Chẳng có như thế nào, cũng chẳng quan tâm anh, buồn vui nó ra sao, cũng chẳng quan tâm anh. Chắc chắn anh sẽ buồn như vậy, như vậy. Tại sao lại như vậy? Có lẽ anh sẽ mau quên đi thời gian mà ta đã bên nhau. Nếu cứ như vậy, để mặc cho nó đau qua mau. Nếu cứ như vậy, từ ngày đây chờ vài ngày lúc này đây, em để anh đứng một mình như vậy. Một bài hát mà 800 cái chữ vậy. Bài này đã vậy rồi. Bài sao? Bài sao là cái bài gì chưa tìm hiểu kỹ cũng là vậy nữa. Lát các bạn nghe nha. Kỳ không vậy, yeah, thánh vậy ơi. Vâng ạ. Chưa tìm hiểu kỹ. Xin cảm ơn chào ba gia đình yêu dành tặng cho Huy nhiều. Vâng, một nhân từ đây gia đình cho Huy nào xin lỗi nha. Vì từ bữa giờ Huy hết vừa hết cảm xong. Trong lúc Huy hát cái gì, nên bây giờ mới hát, như vậy. Gia đình yêu của bạn, có thể bỏ qua cho Huy được không ạ? Có được không ạ? Vâng, xin cảm ơn nhiều. Được vậy rồi. Bữa giờ trong Sài Gòn nó mưa nhiều quá, ra đây nắng quá, nên mới bị như vậy. Nên mới bị như vậy. Vâng, vừa rồi là một ca khúc, một sáng tác của dì Dạng, Quỷ Nên Rủ. Ca khúc được Huy thì biết, đây không có nhạc đen, ca khúc được mang tên, biết cũng như vậy ạ. Vâng, và một ca khúc tiếp theo Huy xin đến. Chưa tìm hiểu kỹ. Mà lúc nãy Huy bước vào đây thì thấy một cặp tình nhân. Đâu có đâu, đâu có ai đâu, nhau. Không có. Huy chuẩn bị đến một ca khúc. Trước ca khúc này, cho Huy hỏi một câu được không ạ? Không biết bạn nam bạn nữ đây chúng ta có bao giờ mà bị người yêu mình bỏ mà đi một thời gian rất là lâu mà sau đó người yêu mình quay về muốn làm lại từ đầu với mình không? Đúng biết rồi. Bạn nam bạn nữ đây chúng ta có đồng ý cho người yêu nó quay lại không à? Có không à? Cho không? Có. Bên em nghe có. Có cho như vậy không? Không thôi thì các bạn muốn chắc là không có cho như vậy đâu. Các bạn chưa tìm hiểu kỹ của chị trẻ như chung cái khúc được mang tên em và cô ấy. Ủa? Anh phải làm sao? Sao kỳ vậy? Sao chưa tìm hiểu kỹ đi? Vỗ tay chưa tìm hiểu kỹ mới vỗ tay nhiều được. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại hát bài này như vậy? Không hát bài kia vậy? Alo. Cười hả? Cười. Alo. Alo. Diễn sao? Diễn sao? Diễn sao? Anh biết hả? Em là... Anh đang ở đâu vậy? Anh đang hát ở... Ở Cam Ranh, ở gần Nha Trang. Cái gì là Khánh Vĩnh, Mỹ Khánh Vĩnh. Giờ tôi ngồi đây nhìn em hai phút trong vòng tay người yêu. Chỉ có điều người ấy ngày hôm nay không phải là tôi. Trời ơi, cái bài gì vậy? Giờ tôi ngồi đây nhìn em hát cái bài kia mà không hát vậy. Người ta đã dù bỏ em, tôi biết làm sao, tôi biết làm sao. À cuối em đây. Ngày xưa cũng là em,
Ngày xưa cũng là em rời bỏ tôi bước theo người ta. Rồi đây cũng là em, rồi đây cũng là em quay về đây xin tôi thứ tha. Ngày xưa cũng là em, ngày xưa cũng là em rời bỏ tôi làm tôi quá đau. Cho đến giờ đây nhận ra đắng cay em mới quay về. Tôi phải làm gì vì đã cố quên, vì cố quên hết đã yêu người thứ hai. Phải làm gì, chẳng lẽ giống như em bỏ rơi người ta. Con nhái, tôi không thể nào dù bỏ được người ta. Thôi em hãy quay về đi, hãy xem là tôi dường như chưa từng quên em. Thoại, thoại, thoại. Tại sao em lại như vậy? Thoại đi, thoại đi. Mắc cười lắm rồi đâu, anh ơi đang mắc cười lắm mà nó gán gồng rồi. Nãy giờ bị anh chọc. Ngày xưa cũng là em, ngày xưa cũng là em rời bỏ quê bước theo người ta. Giờ đây cũng là em, giờ đây cũng là em quay về đây xin tôi thứ tha. Anh nói sao anh ơi? Ngày xưa cũng là em, ngày xưa cũng là em rời bỏ tôi làm tôi quá đau. Cho đến giờ đây nhận ra đắng cay em mới quay về. Tôi phải làm gì vì đã cố quên, vì cố quên hết đã yêu người thứ hai. Phải làm gì, chẳng lẽ giống như em bỏ rơi người ta. Vì em, người ta cũng như em đã yêu tôi, nhưng em thì không lại bỏ rơi tôi. Mà bây giờ em muốn quay về sao, muốn tôi tha thứ, muốn làm khổ tôi thêm lần nữa. Là con gái, tôi không thể nào dù bỏ được người ta. Thôi em hãy quay về đi, hãy xem là tôi dường như chưa từng quên em. Người ta cũng như em đã yêu tôi, nhưng em thì không lại bỏ rơi tôi. Mà đi giờ em muốn quay về sau, muốn tôi tha thứ, muốn làm khổ tôi thêm lần nữa. Người ta cũng như em cũng là con gái, tôi không thể nào dù bỏ được người ta. Thôi em hãy quay về đi, hãy xem là tôi cái tài kỹ bên đây quá nha. Chưa từ hay quá đi bạn Hiền ơi, hay quá đi. Tối về gặp Vũ Duyên nha. Vâng ạ. Hết bao nhiêu ạ? Vâng ạ, anh Huy rất cảm ơn những tiếng vỗ tay và những lời dành tặng cho anh Huy rất nhiều. Anh Huy xin chân thành cảm ơn và nhớ lại những tình cảm đó ạ. Vâng ạ, sắp lại chúc mừng rồi để chào tạm biệt của anh Huy đây. Anh Huy rất mong ngày 19 vào đây, anh Huy sẽ thật nhiều hơn nữa. Bên kia đặc biệt không biết tình yêu đấy, tại chúng Huy xin là chẳng có đến về thì không à. Vâng, xin cảm ơn nhiều, xin cảm ơn ạ. Xin chân thành cảm ơn sự ưu ái của quý vị đã dành cho ngôi sao ca trẻ A Huy. Và bây giờ là phần biểu diễn đặc biệt của một ngôi sao ca nhạc đã được khán giả yêu mến suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay sẽ đến chương trình những bài hát theo yêu cầu của quý vị. Một tràng pháo tay dành cho ngôi sao ca nhạc Akira Phan. Bạn thân ơi, ta sẽ luôn luôn khắc ghi những giây phút này.
tình anh em ta mãi nguyện thề có ở huyện Khánh Vĩnh, lời kính chúc khỏe lời chào cho chồng nhất nha. Yeah. Và bây giờ 500 anh em coi kia đâu. Yeah, hãy đưa những bàn tay xinh đẹp của tất cả anh em của chúng ta đưa lên, phát vai nhau và cùng hát nhạc kia ca khúc này nha. Một kiếp sau vẫn là anh em. Woo. Yeah. Dừng chơi đi không hết rồi. Lắc cái mông đi nào. Rồi mình tới đây là mình coi cái nhạc là mình phải hòa chung vui cùng nghệ sĩ mới vui đúng không quý vị? Yeah, bàn tay đâu, tay đâu đưa lên nào. Thank you. Bạn thân ơi, duyên sống sinh ra chúng mình từ thơ ấu.
ha. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Và ca khúc vừa rồi là ca khúc Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em. Một ca khúc trong 3 năm vừa qua Kira đi đến đâu cũng được tất cả khán giả yêu thích. Và làm như là cái ca khúc này khi mà Kira viết lại lời Việt, nó rất là tâm trạng và đánh trúng vào tâm trạng của tất cả khán giả ở khắp nơi mọi miền trên đất nước Việt Nam mình. Làm cho mọi người rất là thích ca khúc này. Và Kira cũng cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ ca khúc Mong Kiếp Sau Vẫn Là Anh Em trong thời gian vừa qua. Và không biết là bây giờ quý vị có muốn nghe ca khúc mới nhất của Akira vừa phát hành 2-3 ngày nay không? Yeah, có thì một tràng vỗ tay thật lớn hơn được không ạ? Yeah, và hiện nay trên Facebook của Akira cũng đang có live stream. Và các bạn ở trên Facebook cũng đang muốn Akira sẽ hát ca khúc này để tặng cho quý vị. Và cũng xin chào tất cả quý vị đang trên Facebook của Akira nha. Bây giờ ca khúc tiếp tục, Akira sẽ gửi một ca khúc mới mà Akira đã viết phê phán lên về lòng người, về tình người. Khi mà chúng ta đã có rất là nhiều bạn bè, nhưng mà lòng người mà chúng ta không thể biết được. Và có người tốt, người xấu mà chúng ta phải cảm nhận cuộc sống thì chúng ta mới biết được như thế nào. Và đây cũng là ca khúc mà Kira cũng rất là tâm đắc trong thời gian sắp tới. Ca khúc được mang tựa đề Bài Học Vô Giá. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Yeah, xin cảm ơn quý vị. Bài này là mình phải diễn sâu nha, hát nó mới nhập tâm được. Đây là một chàng trai đứng trên sân khấu và anh ta đã vấp ngã bởi cuộc sống đưa đẩy, đẩy đưa. Ai đưa tôi đẩy, ai đẩy tôi đưa. Yeah. Đầu đi nhìn lại cuộc đời của mình trong thời gian vừa qua nha. Bên đây là bạn tốt, con thằng bạn xấu nhốt ở ngoài rồi. Mình suy tư với bao chuyện cũ lúc một thời tôi trải qua, lại dần yêu biết lớn lên cho tôi những bài học. Ở quanh tôi khi ta đã lớn lên có chung một sức sống, xin ai cũng quý nhau. Vì sao lại cứ đánh giá nói xấu lẫn nhau để làm chi? Hãy phải chịu đau khổ với những giây phút ta ngông cuồng. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu. Sẽ có lúc vui buồn, đoạn đường đi trong gai hay cố gắng vượt qua. Hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng. Dù vẫn biết mong manh, nhưng tôi sẽ cố gắng. Sẽ không ai vượt ngã được tôi ngay lúc này. Hãy cứ vượt qua. Một vài ba người luôn thích lối sống, mấy cứ chỉ nghĩ cho mình. Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng. Một vài ba người vẫn thích sống vong ơn phụ tình. Ngày nào tay trắng ai đã cứu mang đem trời. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người. Chẳng hề toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ. Hãy để cuộc sống của chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, không còn nỗi buồn phiền, đau khổ bởi những lợi ích cá nhân. Hãy để cuộc sống của chúng ta là một sự tận hưởng của kiếp người, chứ không phải sống chỉ để trả nợ đời. Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu. Sẽ có lúc vui buồn, đoạn đường đi trong gai hay cố gắng vượt qua. Hãy tin nơi chính mình, đi tìm một ánh sáng. Dù vẫn biết mong manh, nhưng tôi sẽ cố gắng. Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này. Hãy cứ vượt qua. Một vài ba người luôn thích lối sống mình khi chỉ nghĩ cho mình. Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng. Một vài ba người vẫn thích sống mong ơn phụ tình. Ngày nào tay chẳng ai đã cứu mang đem về. Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người. Chẳng hề toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh. Một vài ba người luôn thích lối sống mình khi chỉ nghĩ cho mình. Lòng đường lớn
ba người vẫn biết sống không ơn phụ tình. Ngày nào tay chẳng ai đã cứu mang đem về. Một vài ba người vẫn biết sống yêu thương mọi người. Chẳng nghe toàn tính sẽ mất đi một điều gì. Một vài ba người nếu chẳng yêu những điều này sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ. Cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Và quý vị nghe khúc vừa rồi được không ạ? Hay không ạ? Hay một tràng vỗ tay thật lớn hơn đúng không ạ? Yeah, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và một lần nữa chúc cho tất cả quý vị luôn được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và sự như ý. Arigato sayonara. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn sự ưu ái của quý vị đã dành cho Akira. Ngày gần nhất Aki về đây hát nhiều hơn để phục vụ quý vị. Yeah. Tới đâu rồi anh? Tới đâu rồi? Tới đâu rồi? Tới đảo rồi. À, xin chào. Qua 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 qua. Xin chào quý vị nha. Xin chào. Dạ. Kính thưa quý vị, cái chương trình rất dài, dài lắm quý vị. Hy vọng rằng chúng tôi mong quý vị là ngồi theo dõi đến cuối chương trình. Cảm ơn em nha. Chương trình càng hấp dẫn và hay hơn. Một lần nữa là lưu ý mấy em nhỏ ngồi xung quanh và quan tâm chúng tôi. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ mấy em thông cảm cho ban tổ chức là chúng ta lưu ra một chút. Bởi vì mấy em được biết là hồi chiều mưa. Tăng mo, lẹ lên vô. Ây da. Trời ơi. Đua. Qua điểm 2. Rồi vô luôn. Xin chào các bạn. Ok, vừa mới hát xong điểm đầu tiên xong. Đó, bây giờ là chuẩn bị hát mai mốt làm bé gì nè với em nè. Aki mà dĩ xong một bài không? Gần nửa bài đó là em lên ra đi, thấy không? Khán giả đông quá. Cảm ơn các bạn nha. Cười đi anh đẹp quá, cảm ơn các bạn nha. Và đây Nam ca sĩ như vậy đang đi cùng Yaki, hai anh em cùng chạy show đó, vậy thấy không. Cảm ơn Châu Hoàng nha, cảm ơn cả nhà mình. Bạn thấy cuộc sống nghệ sĩ thấy không, chạy show một đêm chạy 3 điểm, mỗi điểm cách nhau 40-50 cây số, hát 2 bài xong là phải chạy liền để cho kịp giờ để khán giả đỡ phải chờ đợi đó. Làm mình trong cuộc sống này mình làm cái gì cũng đều phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, kiếm đồng tiền rất là khó khăn cực khổ. Bởi vậy là chúng ta mình mà kiếm được đồng tiền mình phải cố gắng mình xài tích góp những cái gì mà nên, cái gì mà đáng mình nên xài, đừng có xài hoang phí quá. Tại vì cuộc sống xã hội mình, đứng nhất là đất nước Việt Nam mình, đang còn rất là nhiều người khổ cực các bạn. Mình sống mình nên dành tình cảm yêu thương với nhau. Nãy giờ Ki thấy cũng có một hai bạn ở trên Facebook có những cái lời lẽ nó không hay. Làm như vậy thì giống như là tự nhiên mình đi mất cái sự đoàn kết với nhau, nó không có vui. Người ta nói là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau mà, đúng không? Nên bởi vậy là có mấy bạn, một hai bạn trên đây á, là giống như kiểu mà quen cái cách mà giao tiếp ở trên mạng xã hội bây giờ. Mấy bạn con nít kiểu mà trẻ trâu á, hay giao tiếp kiểu mà bất lịch sự, thiếu học thức á, thì tự nhiên mình làm cho những cái cuộc nói chuyện hoặc những cuộc mà giao lưu với nhau nó mất vui. Thì nên mà nếu như mà chúng ta mà không thích một cái điều gì đó, chúng ta có thể tránh ra một chỗ khác, hoặc chúng ta không gặp, hoặc chúng ta không tới. Chứ mình không thích đâu ai ép mình tới, mà tự nhiên mình tới xong mình nói những cái lời lẽ nó mất hay. Cũng giống như là trong một cái bữa tiệc, ví dụ mà bạn ghét một cái người chủ tiệc đi,
đó, bạn ghét một cái người chủ tiệc mà cái người chủ tiệc đó tổ chức một cái bữa tiệc để đãi những người bạn bè của mình, họ cũng đâu có mời bạn các bạn tới đúng không, đâu có mời mình tới mà mình không thích người ta thì mình đừng có tới, tự nhiên mình tới xong mình chửi người ta làm cái gì, nó mất hay đúng không, mà nó trở thành vô duyên. Để mình hôi chứ làm cái gì nữa. Các bạn thấy không, làm gì cũng phải rất là cực khổ. Nên chúng ta hãy biết trân trọng cái niềm đam mê của chúng ta. Mình làm công việc gì cũng phải có cái niềm đam mê thì mình làm mới được hiệu quả. Đó, phải có sự cố gắng, nỗ lực. A Huy nè, cũng rất là giỏi. Các bạn thấy nãy giờ A Huy hát hay không? Kêu quay cho các bạn xem đó. A Huy vừa hát hay, lái xe giỏi đó. Mà có những lời thoại cũng rất là hay nữa. Như vậy rồi đó. Hôm qua nói cái bài chỉ gì chưa tìm hiểu kỹ là có cái lời thoại vậy vậy. Cuối cùng hôm nay quê ổng vô hát bài chưa tìm hiểu kỹ, hát bài khác. Mà ai về cái bài đầu nó cũng là toàn nếu cứ như vậy, nếu cứ như vậy vậy sao em lại như vậy. Bài đầu là tự gì? Nếu cứ như vậy hả? À? Nữa cũng vậy. Thánh này gọi là thánh vậy hay sao? Thánh này khoái chữ vậy. Ca sĩ như vậy. Không bao giờ thấy buồn ha. Mình buồn làm gì rồi lại phải vui đúng không các bạn? Cuộc sống mình nếu mà không ai làm mình vui thì mình phải tự tìm niềm vui. Đó, vậy mới là cuộc sống. Mình mỗi đời người chúng ta chỉ có một kiếp người thôi. Mà chúng ta mà sống mà không biết hưởng thụ, không biết tận dụng, không biết tự tạo niềm vui cho mình thì tự nhiên cái kiếp người đó nó uổng phí. Tại sao chúng ta phải buồn? Tại sao chúng ta phải cứ đặt nặng vấn đề? Tại sao lại phải như vậy? Không có việc gì phải như vậy, quý vị ơi. Như vậy là rất là nguy hiểm, quý vị ơi. Họ nói những câu suy nghĩ anh đừng buồn nha anh. Cảm ơn em nha. Thì anh cũng biết mà, có một số các bạn kiểu như thích nói cho đã miệng, nói cho sướng miệng. Nhưng mà mình nên thay đổi lại. Tại vì mình nói như vậy là nó sẽ thành một cái thói quen, rồi các bạn trở thành một cái con người khác lúc nào mà mình không biết. Rồi một lúc nào đó, ví dụ như các bạn có gia đình, có con cái, các bạn không có còn dạy được con mình, hoặc là không có được cái sự kính trọng của những người bạn bè hay những người xung quanh của mình, nên bởi vậy mình không nên làm như vậy. Không vậy mà vậy. Bị nhiễm thánh vậy kia bên. Bây giờ là phải đi trên đường tiếp nè các bạn thấy không? Đó, cực khổ. Quay cho các bạn coi được. Đó, nhiều lúc là đi trên núi nữa, đồi núi. Đồi núi rồi hang cùng ngõ hẻm, hang hóc thì lâm hết chạy. Để mà đi phục vụ cho tất cả khán giả ở mọi vùng miền. Đó. Đây mình là không có chê những nơi đâu hết. Có những ca sĩ họ kén chọn, họ chê cái nơi đó sân khấu không xứng tầm để cho họ hát. Hoặc là họ chê cái nơi đó là sân khấu không đẹp, hoặc là những cái nơi bình dân họ không thích đến diễn. Nhưng mà họ làm nghệ thuật như vậy là họ, cái suy nghĩ của họ vậy, như vậy là sai. Tại vì mình đã làm nghề nghệ sĩ là sao? Nghệ sĩ là mình đi đâu để mình biểu diễn những cái tài năng của mình, cái niềm đam mê của mình, để cho những người khán giả yêu thương mình họ nghe. Họ có thương, có quý mình, họ mới muốn nghe, họ mới ủng hộ mình. Nhưng mà mình chê những người khán giả ở vùng sâu, vùng xa, hoặc là mình chê những cái vùng khán giả mà thấp hèn, thì vậy không phải gọi là người nghệ sĩ. Nó không phải gọi là một người nghệ sĩ chân chính. Đó. Nên có nhiều bạn nói là chê bai ca sĩ thị trường với ca sĩ không phải thị trường. Tại sao lại là có ca sĩ thị trường hay là không thị trường? Thị trường là sao? Rồi ca sĩ hội chợ, hội chợ là sao? Đúng không? Nơi đâu trân trọng mình, nơi đâu quý trọng mình, mời mình đến biểu diễn,
mình cũng đến để mình phục vụ hết, mình không có kén chọn đó. Chẳng lẽ những người bình dân, chẳng lẽ những người ở hội chợ, khán giả hội chợ, chẳng lẽ khán giả ở những vùng sâu vùng xa là họ không có được quyền để họ xem người thần tượng của mình hay là xem ca sĩ mà họ yêu thích sao, đúng không? Họ cũng cố gắng, họ làm lụng để họ kiếm tiền, và họ để dành dụm cái đồng tiền đó để họ đi xem đó. Điều đó là đáng trân trọng. Nên bởi vậy là Aki từ đó giờ này, chương trình lớn Aki cũng có diễn, sân khấu lớn cũng có diễn, ba cũng có diễn, đám cưới cũng diễn đó, đám tiệc cũng diễn, event cũng diễn, tất cả cái gì bên nước ngoài cũng đi diễn, hội chợ cũng diễn, vùng sâu vùng xa cũng diễn, nơi nào mà trân trọng, nơi nào mà thương yêu thương mình, mình đều diễn hết. Chỉ có lên Facebook là không diễn thôi. Lên Facebook là có nhiều nói thiệt nhiều mà. Thấy Aki tính Aki bình chân vậy. Có sao nói vậy người ơi. Ai làm sao tôi làm vậy, mà ai làm bậy tôi làm theo vậy thôi. Đúng không các bạn? Nên bởi vậy là có nhiều bạn vô đây, mình nên thay đổi cái cách giao tiếp của mình với mọi người xung quanh. Thí dụ bạn bè nhỏ hơn mình hoặc là đồng trang lứa, mình giỡn, nhưng mà mình giỡn trong cái mức giới hạn thôi. Giỡn riêng. Có những người nhiều khi họ kiểu như họ bị nhiễm từ từ cái môi trường xung quanh xã hội, làm họ bị thay đổi người lúc nào cũng hay. Ok, hôm nay cho các bạn xem cái cuộc đi lưu diễn của Aki. Giống như bây giờ nè, từ cái điểm 1 của Aki phải chạy qua cái điểm thứ 2 này là 45 cây. Đó, xong diễn xong điểm thứ 2, xong bắt đầu chạy qua điểm thứ 3 nữa, cũng cách nhau mấy chục cây nữa. Đó, rồi bắt đầu đêm mới diễn xong hết, mới bắt đầu anh em mới kéo về ăn uống. Đó. Cảm ơn các bạn, cảm ơn những lời khen các bạn. Thì sau khi Aki nói thì cũng có một số bạn cũng ngộ ra và cũng nói chuyện dễ thương. Đó là một cái điều đáng quý, và Aki muốn là cũng giống như cái bài học vô giá mà Aki, cái bài hát vừa rồi Aki phát hành gì đó. Aki muốn là mình sẽ vô đây ngoài cái kêu là giống như các bạn mình giao lưu để mình giúp vui cho nhau. Đó, mình đem lại niềm vui cho nhau sau những ngày mệt mỏi. Aki còn muốn là mình có những cái lời hay ý đẹp, hoặc mình có những cái gì mà hay á, mình đều nói, chúng ta đóng góp, chúng ta khuyên với nhau để chúng ta xây dựng cho chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn cuộc sống này, và chúng ta luôn luôn có được những người yêu quý của chúng ta xung quanh, đúng không? Đó. Còn người ta nói là làm cho người ta thương thì khó, mà làm ta ghét thì dễ lắm. Nên chúng ta cứ vui vẻ đi, sống vô tư vui vẻ đi, đừng có ganh tị ganh ghét. Ai được cái gì thì lộc của người đó. Mình phải cố gắng lên, mình thấy người ta được thì mình phải càng cố gắng, mình phải càng học hỏi người ta để mà mình được như người ta. Người ta có giỏi thì người ta mới được như vậy đó. Và người ta cái cách sống của người ta như sao thì người ta mới được ông trời ông ban như vậy. Nên chúng ta không nên ganh tị, không nên ganh ghét, mà chúng ta phải học hỏi. Hùng lâu rồi có gặp Khoa không Hùng? Khoa nào tại Aki cũng biết rất là nhiều Khoa. Ủa Hùng nói từ đó chạy qua đây 8 cây mà sao lâu với anh Quy? 8 cây, mấy cây? Vui nữa. 8 cây, khí 8 cây. Ok. Thôi để Aki sạch bản đồ nha. Aki chào các bạn nha, để sạch bản đồ đường đi cái để không Aki không biết lái, không biết đường. Thông cảm nha các bạn. Có gì tám với các bạn sau nha. Bye bye tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ như vậy nha.